Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4 tháng 6 đã gọi Mỹ là kẻ thù khi nói chuyện với các phóng viên. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu sự thay đổi giọng điệu này có báo hiệu một sự thay đổi chính sách chính thức hay không, vì trước đó người phát ngôn đã lập luận rằng chỉ có Tổng thống Vladimir Putin mới có thể đưa ra những quyết định như vậy. Ông Peskov nói, việc Washington từ chối cho phép cựu quân nhân, thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc, kiêm phóng viên Scott Ritter đến Saint Petersburg là biểu hiện mới nhất của chiến dịch điên cuồng nhằm ngăn chặn công dân Mỹ tiếp xúc với Liên bang Nga. Ông Peskov nói, chúng ta giờ là quốc gia thù địch với họ, giống như họ đối với chúng tôi. Đồng thời lưu ý rằng, những hạn chế đối với các cựu sĩ quan tình báo, đặc biệt là việc đi lại đến một quốc gia thù địch, là phổ biến trên toàn thế giới. Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ và các nước phương Tây khác đã hỗ trợ, trang bị vũ khí cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Moscow là các quốc gia không thân thiện và đối thủ. Sự thay đổi giọng điệu này diễn ra sau quyết định của Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để chống lại các mục tiêu nằm sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga. Trong tháng 3, ông Peskov lưu ý rằng Moscow không thích việc các quan chức Mỹ liên tục xúc phạm Tổng thống Putin, nhưng nhìn chung không có làn sóng chống Mỹ ở Nga. Ông bày tỏ hy vọng rằng sớm hay muộn, nhận thức rằng người dân Mỹ và Nga không phải là kẻ thù của nhau cuối cùng cũng sẽ đến. Tháng 5 năm nay, ông Putin nói rằng giới tinh hoa của phương Tây mới thực sự là kẻ thù của Nga, trong khi Ukraine chỉ là một công cụ trong tay họ. Tháng trước, ông Putin nhắc lại rằng phương Tây và toàn bộ cộng đồng phương Tây đang làm việc cho kẻ thù của chúng ta, mơ về việc Nga không còn tồn tại theo hình dáng hiện nay, nhưng không gọi bất kỳ quốc gia phương Tây cụ thể nào là kẻ thù. Trong ngày 5 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ hiếm hoi với biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn quốc tế ở Saint Petersburg. Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa. Khi được hỏi rằng điều gì sẽ gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và chúng ta đang ở gần nguy cơ đó đến mức nào, ông Putin cho rằng phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng đó là một sai lầm. Đồng thời chỉ ra rằng chính Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhà lãnh đạo Nga nói, bạn biết đấy, chúng tôi luôn bị buộc tội sử dụng một loại thanh kiếm hạt nhân nào đó, nhưng tới nay, Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong thế chiến thứ hai. Theo ông Putin, Liên bang Nga có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của quốc gia nào đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, thì Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này đã có sức công phá là từ 70 đến 75 kiloton, còn quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống hai thành phố của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai là Hiroshima và Nagasaki chỉ có sức công phá là 20 kiloton. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết, nước này sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân và dỡ bỏ các hạn chế tự áp đặt đối với tên lửa nếu Mỹ triển khai bệ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới châu Âu hoặc châu Á. Trong một bài phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya xuất bản vào ngày 30 tháng 5, khi được hỏi Moscow sẽ phản ứng như thế nào nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên mặt đất ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang ở mức cao chưa từng có, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời, chúng tôi sẽ phản ứng lại nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga giải thích, Nga sẽ buộc phải dỡ bỏ các lệnh cấm đơn phương mà nước này đã tuân thủ, ngay cả khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung vào năm 1987, mang tính bước ngoặt. Ông Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, vì tên lửa Mỹ được triển khai sẽ có khả năng tấn công vào các trung tâm chỉ huy và các bộ phận trong kho vũ khí hạt nhân của chúng tôi. Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo hiệp ước này, hai bên cam kết không sản xuất, không thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km trên mặt đất. Năm 2019, Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trên với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận các cáo buộc và đình chỉ việc tham gia thỏa thuận sau khi Washington rút khỏi.
Trong một tuyên bố với Russia Segonia, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow và Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm chống lại hành vi làm suy yếu sự ổn định quốc tế của Washington. Đầu tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố chung, lên án những bước đi gây ra bất ổn cao, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga và Trung Quốc. Moscow tuyên bố đang phát triển các hệ thống tên lửa mới để đáp trả việc chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và các tên lửa tầm xa khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Rõ ràng, việc giao tranh trực tiếp với Nga không còn là chiến lược khả thi đối với Ukraine. Trên thực tế, một số nhà quan sát quốc tế cho rằng Kiev không nhất thiết phải từ bỏ, mà thay vào đó, Ukraine có thể tìm kiếm những hướng tiếp cận mới trong cuộc xung đột này. Có thể là thông qua các biện pháp ngoại giao, các chiến lược quân sự khác, hoặc thậm chí là sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Khi cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ ba, đã có nhiều lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm những người đến từ Brazil, Trung Quốc, Vatican và nhiều nơi khác, đề nghị Ukraine tiến hành đàm phán với Nga. Họ đưa ra lập luận rằng các lực lượng của Ukraine không thể xuyên thủng được phòng tuyến kiên cố của Nga và Kiev nên công nhận thực tế việc Moscow đã sáp nhập các vùng lãnh thổ. Trong thời gian qua, Ukraine đã thành công trong việc sử dụng các thiết bị bay không người lái UAV để giám sát và tấn công vào các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, chỉ riêng việc sử dụng UAV không thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Bên cạnh đó, do tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại lãnh thổ trong tương lai gần. Trong khi đó, Nga đã thành công trong việc biến cuộc giao tranh này thành một cuộc xung đột tiêu hao, trong đó Moscow nắm giữ một số lợi thế như quân số đông hơn, năng lực công nghiệp quốc phòng lớn hơn và các phòng tuyến được chuẩn bị kiên cố ở Donbass, Kherson và đặc biệt là Crimea. Với việc phương Tây đã mệt mỏi vì xung đột và sự thiếu nhất quán trong việc hỗ trợ trang thiết bị, các nhà quan sát của Foreign Affairs cho rằng đây là kiểu xung đột mà Ukraine không thể giành chiến thắng. Một chiến lược hiệu quả hơn sẽ tối ưu việc sử dụng các lực lượng và bảo toàn nguồn cung hạn chế mà Ukraine nhận được từ Mỹ và châu Âu. Ukraine phải điều chỉnh cách thức mà nước này tổ chức, trang bị và suy nghĩ về cuộc xung đột. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm các đối tác mới, tăng cường khả năng quốc phòng thông qua việc mua sắm vũ khí mới, hoặc thậm chí là thay đổi chiến lược quân sự để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực hiện có. Quan trọng, Ukraine phải tiếp tục thích nghi và đổi mới trong cách tiếp cận cuộc xung đột này để tìm kiếm một giải pháp bền vững hơn cho tương lai. Điều quan trọng là Ukraine cần nhiều loại vũ khí hơn những gì mà họ đang nhận được. Thay vì chỉ nhận các vũ khí tầm trung, loại vũ khí chiếm phần lớn trong các gói hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev, cuộc phản công của Ukraine đòi hỏi các đối tác hỗ trợ nhiều xe tăng Abrams tiên tiến hơn, các tiêm kích F-16, tên lửa HIMARS và tên lửa Patriot. Trước đó, Ukraine đã yêu cầu những hệ thống vũ khí này trước khi chiến dịch diễn ra và nhiều ý kiến cho rằng nếu Kiev nhận được đủ số lượng vũ khí mà họ cần, cuộc phản công có thể đã thành công. Tuy nhiên, do không có đủ số lượng vũ khí này, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Mỹ và các đồng minh ban đầu đã trì hoãn việc hỗ trợ các vũ khí này do lo ngại về việc leo thang căng thẳng với Nga. Khi họ cuối cùng đã bật đèn xanh cho việc hỗ trợ, thì những vũ khí này đã được cung cấp quá muộn và quá ít, không thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong chiến dịch mùa hè. Giới quan sát phương Tây cho rằng, Điện Kremlin đã thành công trong việc dụ Ukraine bước vào cuộc xung đột tiêu hao. Chẳng hạn như tại Bakhmut, Ukraine đã kiên quyết cố thủ ở thành phố này, ngay cả khi gần như bị Nga bao vây và phải chịu thương vong nặng nề. Cuộc giao tranh này được đánh giá là cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đã kết thúc với việc Nga giành được hầu hết lãnh thổ và tuyên bố chiến thắng vào tháng 5 năm 2023. Bên cạnh đó, Ukraine hầu như không thể theo kịp Nga về lợi thế nhân lực cũng như trang thiết bị, bởi Moscow có nền kinh tế và dân số lớn hơn. Trái lại, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng. Quyết định gần đây của nước này về việc hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống còn 25 và huy động tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang hầu như chưa thể làm thay đổi sự mất cân bằng hiện tại. Mặc dù gói hỗ trợ gần đây của Mỹ sẽ làm giảm bớt những thiếu hụt về vũ khí trước mắt của Ukraine, nhưng các cuộc pháo kích ăn miếng trả miếng cũng như những nỗ lực giành lại lãnh thổ tại những khu vực mà Nga đã xây các công sự phòng thủ sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn cung vốn đã hạn chế của Ukraine.
Các quan chức nước này hy vọng Washington sẽ tăng cường hỗ trợ và làm giảm bớt sức ép mà Kiev đang phải đối mặt. Tuy nhiên, sự hỗ trợ cho Ukraine ngày càng bị chia rẽ tại Mỹ và giữa bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, việc Kiev phải phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của Washington sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan. Ukraine phải tìm ra cách để làm được nhiều hơn với ít thứ hơn. Kiev sẽ phải tránh các cuộc giao tranh tiêu hao, bảo toàn nhân lực và trang thiết bị để có thể phản ứng trước những điều kiện thay đổi. Khi cuộc phản công quyết định có thể diễn ra vào mùa xuân và mùa hè năm 2023, việc Kiev áp dụng chiến lược bất đối xứng và kéo dài xung đột là chưa phù hợp. Tuy nhiên hiện nay, đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và đạn dược, việc không thực hiện chiến lược trên mới là điều thiếu khôn ngoan. Các nhà quan sát của Foreign Affairs cho rằng, một cuộc xung đột tiêu hao sẽ cho phép Ukraine tận dụng các lợi thế của mình. Các lực lượng của Kiev đang giao tranh trên lãnh thổ của mình và sự quen thuộc với địa hình sẽ giúp cho họ có lợi thế về tình báo hơn so với Nga.